Và một khi tổ nghề sĩ gái đã độ thì mọi thứ trở nên trơn tru khó tin. Cứ đắp chiếu đứng trên là bàn thắng rơi vào mồm. Mười tám nam định chào anh em nhé. Ok, bấm chưa? Có cần gần nữa không? Có cần đứng gần nữa không? Gần mặt to lắm anh ạ. Ok. Anh đứng bên này đẹp hơn. À, ok, bên này đẹp hơn. Sổ ơi, phụ nữ luôn luôn ưu tiên những cái góc đẹp như vậy. Xin chào các bạn đã cùng theo dõi kênh YouTube của Cắn Chris. Và ngay bên cạnh mình lúc này là một bóng hồng cũng chắc là cũng quen mặt với anh em rồi đúng không? Bạn... em tên là gì nhỉ? Anh quên mất rồi. Quen mặt với anh em rồi đúng không? Anh ơi, đây là vlog của ai nhỉ? Kim Huế, quản lý của đội Minh Khai. Và lâu lắm rồi anh em mới gặp nhau nhỉ? Em có nhớ lần gần nhất anh em gặp nhau khi nào? Em nghĩ là phải năm ngoái thôi ạ. Đâu, không lâu thế đâu. Thực ra là cũng mấy tháng thôi. Mới quay vlog với anh mà đúng không? À, nhưng mà thời gian nó trôi, mình cảm giác như nó còn lâu quá đúng không? Em rất nhớ anh luôn đấy. Người đã khiến em rất nhớ anh luôn. Và nhớ đội. Thật sự luôn, em nhớ anh hơn ấy. Nhớ anh, ôi. Và nhớ những vlog của anh. Sao mà đó được. Tuy trái tim nhỏ nhưng mà rất nhớ anh luôn ấy. Nhớ anh hơn ấy. Bạn, em tên là gì nhỉ? Anh quên mất rồi. Nhưng mà phải công nhận rằng hôm nay anh ra đây anh rất là bất ngờ luôn. Lâu lắm mới gặp em mà tự nhiên đi từ khi mà ra từ cửa vào anh nhìn vào và ô hôm nay tại sao đội Minh Khai lại có một bóng hồng xinh đẹp như vậy nhỉ? Ai nhỉ? Hồng nhìn thấy là ồ em mình Kim Huế. Em thấy sau thời gian dài gặp nhau ấy, anh em gặp nhau thì em cảm thấy tình anh em mình vẫn đang đi lên. Em rất nhớ anh luôn. Minh Khai lại có một bóng hồng xinh đẹp như vậy nhỉ? Như câu anh vừa nói là tình cảm anh em mình vẫn đang đi lên đấy. Ừ, ok, tốt. Nhưng mà lâu lắm rồi chưa được ngồi nhậu với nhau nhỉ? Vâng. Dạo này thì... nhậu nhiều không em? Ôi trời ơi. Em thì vẫn đang đi tìm đối thủ ạ. Tuần mấy chục. Em thấy mấy người ở đội mình không đủ sức nhậu với em. Không đủ sức nhậu với em. Em vẫn đang đi tìm đối thủ. Các bạn nhá, ai mà có thực sự là đủ tầm, mong muốn là tỉ thí chiều chuộng em nó tí thì đăng ký ở dưới comment nhá. Chiều chuộng ạ. Ok. Phải câu đấy luôn ạ. À, sao? Từ cái lúc mà anh phỏng vấn em lần đầu đến bây giờ là đã có bạn trai chưa? Hồi đấy chưa bảo chưa có. Em chưa, vẫn đang đi tìm người yêu và tìm đối thủ ạ. Thế người yêu và đối thủ gộp là một được không? Được ạ. Thế thì càng vui ạ. Càng tốt vui quá. Tức là em đang cần tìm một anh bạn trai mà có khả năng là làm cho em say. Say, say cả tình lẫn say cả men đúng không em? Chuẩn quá. Chuẩn không? Anh okay. Càng nói câu dị chuẩn đấy. Bé này vui quá. Ok, hôm nay sẽ là một trận đấu vui nữa của FC Minh Khai. Và bên ngoài thì có cô quản lý Kim Huế cổ vũ, nên thành ra anh em chắc chắn sẽ hết mình. Ok, mời các bạn cùng xem. Đi nhanh thế. Đưa lại quả hình ảnh cách đây chừng 8 tháng cho các ông thấy là có đúng em Huế đã thay da đổi thịt nhiều không nhá. Nói chung là em không cần làm gì cả, em cứ ra sân là bọn anh có động lực để thi đấu, để chiến đấu hết mình. Phụ nữ mà, cứ được yêu thương là tự nhiên sẽ xinh đẹp. Nào các em gái, muốn nhuận sắc thì hãy về Minh Khai. Nói thế thôi, có gái xinh ở ngoài cổ vũ là trong sân các anh cũng rén phết ấy. Điển hình là cậu chàng này. Thêm quả chàng này nữa, cùng 9x đời đầu, cùng có con gái. À mà ông Vũ Nghệ này còn sinh đôi luôn. Cũng là một vũ công ba lê trên sân bóng. Mà méo hiểu sao cũng giống nhau luôn cái khoản chuyển hóa bàn thắng thành cơ hội. Đặt hai nghệ sĩ này trên hàng công thì đội bạn yên tâm. Còn vứt xuống hậu vệ thì ban huấn luyện ở ngoài cũng vãi cả mồ hôi hột luôn. Quả này không chạm tay đội bạn là lấy đủ rồi.
Vâng, còn đây là cựu tuyển thủ futsal quốc gia Việt Nam, Hoàng Tuấn Vũ thưa các bạn. Còn cái nịt. Đây là lý do tại sao mà Vũ Nghệ không được đội bóng phủ nào nhận. Phải về Minh Khai. Và rồi mình chợt nhớ đến buổi phỏng vấn hôm đầu gặp Vũ. Đi các đội nhưng mà người ta cũng nhìn mình, biết mình là huấn luyện viên nhiều nên là ít cho người ta cho ra đá lắm. Kể cả như các lãnh đạo các đội bóng đấy, cứ về đội bóng là người ta cứ bắt mình là huấn luyện viên, mặc định mình là huấn luyện viên, chứ không có ít khi được vào sân chơi bóng. Và khi được vào sân, khá hóa ra là vậy. Nhưng ít nhất là cậu ấy cũng không tự mình đá thẳng vào lưới nhà như ai đó. Vậy là chấm hết rồi đúng không? Vậy là tất cả đồ dung sân. Người ta chưa bắt em ra phát trường à? Tại sao? Bởi vì bán độ là một tội ác. Thôi, giờ đến với một nhân vật chơi hiệu quả hơn và rất đáng khen nhá. Đó là Thái. Chưa nghĩ ra biệt danh gì cho thằng ôn này. Cơ mà lên vlog của anh thì ít có ai mà không bị mang ra nghịch lắm. Mời các bạn đến với pha bóng khó tin này của thằng Ôn Thái. Trời ơi! Thật không thể tin được, không thể tin được. Hôm nay tại đây không thể tin được. Giờ anh biết lý do tại sao Hà Nội TNT thả hồn một người đá phủi rồi. Tất nhiên, trong cái tập thể tạp kỹ này thì luôn xuất hiện những anh thợ miệt mài cầy ải. Các bạn sẽ được thấy ngay sau đây, cậu ấy cũng là một thành viên mới của Minh Khai. Sơn Đề Cô, một người con xử nghe cân cu chịu khó. Người ta bảo gầy là thay mọi thứ, gà này chắc không phải tay bơ đâu. Để mình khám phá thêm rồi mình báo sau vậy. Ngoài sân em Huế có vẻ đang rất muốn khám phá món ăn. À nhầm, thành viên mới này, bèn quay qua hỏi thằng Thắng. Ai đó à? Sơn này cô, thoáng chân gì? Ra mà hỏi, ai mà biết được, thấy bảo chân nào cũng khỏe. Nhìn kìa. Chà chà, em hỏi thế thôi chứ thực tình cũng chả quan tâm. Nhớ em, thứ quan trọng nhất là technique. Technique, các bạn có hiểu từ đấy không? Thế thì cười đi còn gì nữa. Và đấy, chính Đề Cô là người đã kiến tạo để cán Chris ghi bàn khoe với gái. Thằng này tặng em Huế nhá. Hay thôi. Và một khi tổ nghề sĩ gái đã độ thì mọi thứ trở nên trơn tru khó tin. Cứ đắp chiếu đứng trên là bàn thắng rơi vào mồm. Mười tám nam định chào anh em nhé. Rồi những thứ mình cắt ra sau đây không phải phô trương hay khoe khoang gì cả. Bởi là đúng nó cũng chẳng có tí gì gọi là đẳng với trà cấp. Nên làm ơn, anti fan đừng bĩu môi nhé. À mà kiên nhẫn xem đến khúc này rồi thì chắc cũng chả có anti đâu nhỉ. À thì như này, ý mình chỉ là hãy luôn thả lỏng để chơi bóng, đặc biệt là đôi chân, dùng mọi điểm chạm như là mu này, lòng này, mũi này, gót này, tất cả sinh ra đều có thể chơi bóng. Và chú ý sử dụng tay để che chắn. Ví dụ một tình huống kinh nghiệm nhé, để cảm giác đối thủ ở sau tránh bị áp sát, mình sẽ đặt cánh tay thấp như thế này để sẵn sàng kháng lực. Đừng đưa quá cao hoặc là giơ cùi chỏ ra dọa dẫm làm gì, xấu hình ảnh lắm.
mà có khi còn ăn thẻ. Còn đây là pha mình dùng tay và vai dựa đúng vào người đối thủ đang cố đuổi theo, tạo thành một lực đẩy mình đi. Đó là mẹo vừa cài người vừa dẫn bóng. Hôm nào mình chỉ các bạn cách tập nhé. Đăng ký kênh đi. Trước khi hiệp 1 khép lại thì đội Cam có thêm bàn thắng. Và lúc này tổ đầu đã ra cả bên ngoài. Cán Chris đang chém gió với Sơn Đề Cô về một chuyện gì đó. Nhưng điều quan trọng ở đây các ông thấy không? Tôi bình thường võ vẽ mồm thế thôi chứ không dám bén mảng xí sớn gần em Huế đâu. Mình có nóc nhà rồi, phải cẩn thận thì mới chơi bóng đỉnh cao đến năm 40 tuổi được các ông ạ. Cô vào à? Ôi, ông cameraman này có đáng bị trừ lương không cơ chứ? Có vẻ như không khí náo nhiệt bên ngoài đang chiếm hết spotlight của trận đấu rồi. Có máy quay em ơi. Trở lại với diễn biến chính nào. Trong sân bây giờ là tổ hợp những gương mặt trẻ mà mình chưa nhớ hết tên luôn. Cơ mà nhìn tập thể này mình thực sự lo cho tương lai của FC Minh Khai. Không, các bạn đừng nghĩ là mình chê bai đồng đội. Với cái đám trẻ này cứ phải tổng gì bảo cho chúng nó biết ê mặt mà lao vào tập. Ai đời kỹ năng dứt điểm như thế này thì đã đấm gì. Mình nói thật đấy. Được ông kèo trái này trông ra gì phết, nhưng rồi thì cũng thành tấu hài nốt. Ôi giời ơi. Trận đấu tẻ nhạt quá, mình lại phải vào để làm cho vlog thêm mặn mòi rồi. Nói chung ấy, đá bóng là phải vui các bạn. Làm sao cả đội mình này, đội bạn này, và cả khán giả xem đều có những giây phút thực sự giải trí. Cuộc sống vốn bộn bề lo toan rồi, hãy để sân bóng là nơi trút hết mọi ưu phiền căng thẳng, là nơi mà tất cả đều được thể hiện hết cảm xúc của mình và chơi với niềm đam mê cháy bỏng. Nhiều bạn có thể cho rằng mình quá màu mè, mình chỉ hợp múa máy vẽ vời vớ vẩn trong những trận cầu nhỏ, phản ánh một cái tôi cao ngạo sĩ diện. À thì thực ra với mình từ lâu rồi, những lời đó thực sự không còn ảnh hưởng tiêu cực nữa. Nên các bạn cứ nghĩ xem có nên viết ra hay không nhá. Còn đại đa số những người xem kênh đủ lâu thì chắc đều hiểu về con người của mình, cả trong sân lẫn bên ngoài. Và hiểu rằng những màn tấu hài này chỉ là nét chống phá cho vlog thêm sắc màu tươi vui. Còn tất nhiên, muốn kiểm chứng khả năng thực sự của các Chris, hãy chờ những giải đấu trước mắt. Một lời ngạo nghễ thôi, nhưng cũng là nhắc nhở với chính bản thân mình.
Rồi, như vậy là trận đấu đã kết thúc rồi. Gì đây? Như vậy là trận đấu đã kết thúc rồi. Huế, với cương vị là manager của đội ngày hôm nay, em đánh giá thế nào về màn trình diễn của đội? Em thấy rất ấn tượng. Hôm nay nhiều pha hay, hôm nay đi thật sự là không gọi là gì nhỉ? Không uổng phí. Không uổng phí một buổi tối. Và cũng... em thấy rất nhiều pha của anh đẹp mắt, như là anh vê bóng sang chân trái sau đó sút. Phải em là chắc là sút đập vào nhau rồi. So sánh với anh. Bàn đấy anh tặng em đấy, anh có thấy không? Có, em bắn tiếp lại mà. Ok. Rồi, các bạn thân mến, đội Minh Khai thì thường đá sân nhà 7 giờ tối thứ 6 hàng tuần ở sân Hồng Ân 300 Nguyễn Xiển. Nếu bạn nào mà muốn thi đấu giao hữu với đội của Cán Chris thì hãy liên hệ em nhờ. Vâng. Đúng không? Đọc số điện thoại luôn. Được ạ. Thôi. Nói gì với khán giả trên kênh đi. Biết nói gì. Đăng ký kênh. À đúng rồi. Nào làm MC đi. Nếu mọi người yêu quý em thì mọi người hãy đăng ký kênh cho anh Cán. Để ủng hộ anh Cán, kênh của anh Cán có thể phát triển lớn mạnh hơn. Thì lúc đấy sẽ được gặp em nhiều hơn. Ok luôn. Thả thính, best thả thính luôn. Thôi cảm ơn các bạn đã theo dõi hết vlog ngày hôm nay. Một cái vlog phải nói rằng rất là vui đúng không? Những cái trận đấu giao hữu có những cái tình huống đẹp mắt, rồi có những pha bóng khá là ấn tượng đúng không? Và trên hết là một cái tinh thần rất là fair play. Fair play đây không phải là thả cho đội bạn, mà kiểu là đá hết mình và chơi hết sức. Đó. Cảm ơn Huế ngày hôm nay xuất hiện rất là xinh đẹp. Dạ. Hôm nay biết là lên sóng đúng không? Không biết ạ. Nhưng mà hôm nay là hôm sinh nhất từ trước giờ luôn. Em không là. Hay là em cứ dần dần em sinh lên mỗi hôm một ít nhỉ? Chắc vậy ạ. Ok. Nhưng vẫn ế đấy ạ. Vẫn ế nhá, vẫn ế. Ok, cảm ơn các bạn. Hãy đăng ký kênh và ủng hộ cho anh em mình nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những vlog tiếp theo.